Cách lập fanpage thì đầu tiên chúng ta vào Facebook. Chúng ta vào phần tạo trang. Tạo trang thì chúng ta chọn doanh nghiệp địa phương. Rồi sau khi kích vào sẽ nổi lên thông tin. Chúng ta phải thứ nhất chọn lĩnh vực đồ chơi ô tô, thì chúng ta sẽ chọn lĩnh vực ô tô. Là tên của fanpage. Ví dụ như tôi chọn tên fanpage là Đăng Phương đồ chơi ô tô. Đăng Phương chơi ô tô. Tôi biết có dấu cũng được. Địa chỉ, tôi lấy địa chỉ đường là Dương Đình Nghệ. Phần số này chúng ta sẽ đổi tên thành 10.000 mã bưu điện 123 10.000. Số điện thoại tôi để 0982 096636. Như vậy là xong. Tên Đăng Phương không hợp lệ, người ta đề xuất là trước số đăng này phải từ viết hoa đầu tiên. Bắt đầu chỗ này yêu cầu nhập ảnh của trang chủ, chúng ta sẽ vào đây để upload. Ví dụ chúng ta lấy ảnh bất kỳ, chọn tiếp theo là tải ảnh bìa, chúng ta có thể ấy ảnh bất kỳ, chúng ta chọn. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái việc lập tên fanpage. Chúng ta thay đổi ảnh bìa đi. Ảnh bìa chúng ta chọn ảnh ô tô. Xong. Bây giờ chúng ta đến hạng mục chỉnh sửa. Chúng ta sẽ phải cho thông tin chỉnh sửa bằng cách là chúng ta sẽ vào cài đặt. Sau khi kích vào cài đặt thì các bạn sẽ thấy chúng ta cần phải chỉnh sửa. Thứ nhất là chúng ta cần phải cài đặt vai trò trên trang. Vai trò trên trang này thì mọi người cho quyền quản lý vào riêng Đăng Phương. Các bạn cho phần này, chúng ta để một quản trị. Quản trị chúng ta nhập mật khẩu vào. Ta nhập mật khẩu của cái Facebook mà các bạn đang tạo fanpage. Như vậy đã hoàn thành. Các bạn thấy quản trị viên là thêm đăng riêng Đăng Phương vào, còn Đăng Phương đây là quản trị viên chúng tôi lập trên fanpage. Vậy khi lập xong các bạn chia sẻ cho tôi vào quản trị viên Đăng Phương và riêng Đăng Phương, hai quản trị viên. Còn là mục nó rất quan trọng. Đây, các bạn có thể nhìn. Tên này đồ chơi tôi Đăng Phương. Đăng Phương đồ chơi tôi. Thế này vừa tôi vừa nhập xong. Nên tôi cần phải thay đổi cái ảnh bìa đi. Tạm thời như vậy.
các bạn xem ở bên trái này. Sau khi fanpage xong, chúng ta sẽ phải chỉnh sửa. Đây, các bạn nhìn thấy đường link fanpage trên này. Đường link này rất xấu này. Chúng ta phải tối ưu hóa đường link này bằng cách là chúng ta vào cái phần giới thiệu. Cái phần giới thiệu này chúng ta sẽ phải chỉnh sửa. Chỉnh sửa trang nhé. Chúng ta sẽ phải tạo trang đăng phương đồ chơi ô tô. Chúng ta viết lại rồi, đăng phương đồ chơi ô tô, chúng ta viết lại đăng phương đồ chơi ô tô. Kích vào phần tạo tên người dùng.